Dạ vâng, em Minh Tông xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay thì Minh Tông sẽ tiếp tục review đến cho cô chú anh chị và mình một cái sản phẩm. Sản phẩm ngày hôm nay thì hiện tại đang có mặt tại vị trí của khu ACC Vườn Xoài, ngay vị trí của trung tâm thành phố Nha Trang. Đối với cô chú anh chị khách hàng thì khi mà đi Nha Trang thì anh chị có thể quan tâm những khu vực nhà phố, nhưng mà đối với khu vực này, khu vực ACC này nằm rất gần với lại sân bay cũ và rất là gần biển hai cô chú anh chị, và đặc biệt thì nó thuộc một cái khu biệt lập rất là đẹp và đã xây nhà đồng bộ hết rồi. Như anh chị đang thấy nè, hiện tại nhà cửa đã xây hết rồi, không còn một cái lô trống nào cả. Đó, nguyên cái khu này và diện tích của những khu này thì nó tương đối là đồng bộ với nhau, là đơn giản là nó chỉ là ngang 5 dài 15. Thì với cái sản phẩm ngày hôm nay thì mình đang muốn giới thiệu đến cho cô chú anh chị nhà mình là một căn hộ, một tòa căn hộ với chiều cao là 5 tầng. Đây, hiện tại đang có mặt phía trước đây, anh chị đang thấy nè, có chiều cao là 5 tầng và tổng số phòng hiện tại đang có ở đây là 10 phòng thôi anh chị ha. Đó, có bề ngang là 5 mét, hậu là 15. Cái căn này thì nó có mặt hướng nam ha anh chị, rất là đẹp ha, mặt tiền chính nè, căn này vừa hoàn thiện xong và hiện tại được gia chủ cho thuê lại với cái mức giá là 30 triệu cho một tháng. Nhưng mà ngày hôm nay thì chủ đang cần tiền, thì chủ đang muốn bán lại luôn. Thì đơn giá bán lại thì rơi vào là 10 tỷ rưỡi cho tổng sản phẩm ngày hôm nay ha. Hiện tại với cái sản phẩm này, cứ mỗi tầng nó sẽ có 2 phòng anh chị. Thì như anh chị đang thấy thì cái phòng nó tương đối thì rơi vào khoảng là 35 cho tới 38 mét vuông anh chị. Đó, anh chị thấy nè, với cái khu vực phía trước đây, nhà cửa, khu kinh doanh hoặc là văn phòng công ty đều rất ổn anh chị ha. Mặt tiền phía trước đây là đường 10 mét ha anh chị. Đó, thì bây giờ em sẽ quay nhanh thôi, bởi vì căn hộ ngày hôm nay hiện tại cũng đang cho thuê rồi. Thì em sẽ quay phía mặt tiền, phía trong, cơ cấu phía trong và cũng như là những cái chi tiết hiện tại đang có phía trong cho anh chị nhà mình nhé. Đây, với cái sản phẩm ngày hôm nay, diện tích 75 mét thì phía dưới nó sẽ dành toàn bộ phía dưới gần như là để làm cái chỗ để xe ha anh chị ha. Và hiện tại chủ ở đây đang cho thuê một tháng là 30 triệu, còn giá phòng đơn thì rơi vào khoảng là 3 triệu 8 cho tới 4 triệu nha anh chị. Đây, góc phía dưới đây thì hiện tại với cái phòng ở dưới nó sẽ có một cái phòng ha anh chị ha, một phòng cho thuê phía dưới ở dưới tầng trệt đây. Anh chị đang thấy nha, khu vực để xe rất là rộng rãi, gần như là hệ thống phòng cháy chữa cháy đều có anh chị. Đó, khu vực phòng cháy chữa cháy để đây. Đây, phía trong đây thì hiện tại đang có một phòng đang cho thuê nè, hiện tại khách đang set up phòng anh chị ha. Đó, anh chị đang thấy nha, thì với cái vị trí này hiện tại đang để một cái thang máy đi lên nha, còn lối này lối cầu thang. Dạ, thì bây giờ em sẽ đi thang máy đi lên phía trên cho anh chị cho mình coi nhé. Đó, thang máy còn rất là mới nha anh chị. Đi lên thằng tầng 5 rồi Chị mới thuê bên đây hả? Và hiện tại thì Minh Tông đang có mặt ở vị trí ở trên sân thượng thôi cô chú anh chị ha. Thì Minh Tông sẽ quay từ trên này xuống cho anh chị nhà mình xem, để anh chị nhà mình xem được cái view ha. Góc ở đây là khu vực của sân bay cũ đây anh chị ơi. Đó, và toàn bộ khu vực bên này sẽ là khu vực Hà Quang, An Bình Tân, Phước Hải thì sẽ đi ngược lại ha anh chị. Như anh chị thấy với khu vực ACC này, toàn bộ anh chị đang nhìn thấy thì nhà cửa đã xây hết rồi và không có một cái lô trống nào cả. Chẳng qua thì những lô biệt thự hiện tại với cái góc này nè, những lô lớn, lô biệt thự ở đây thì còn lại thôi. Còn như những lô liền kề ở đây thì bắt buộc phải xây dựng hết rồi. Đường xá đi lại rất là dễ dàng. Anh chị chỉ di chuyển vài bước chân thôi để ra tới vị trí trung tâm rồi. Với khu vực này là trung tâm thành phố đó anh chị ha. Phía trên sân thượng đây thì hiện tại là chủ đang để máy giặt ha. Máy giặt này có thể sử dụng chung. Anh chị thấy được rồi, setup hai cái máy giặt. Và nội thất thì hiện tại cũng đã có, thì Minh Tông sẽ gửi hình ảnh cho cô chú anh chị nhà mình nha. Bởi vì hiện tại ở đây để cho thuê full thì Minh Tông không thể nào quay được ở phía bên trong á, nên em sẽ quay, cố gắng quay phía ngoài và có hình ảnh cụ thể cho anh chị nhà mình. Đó, một số phòng ở đây hiện tại đang có thang máy, hiện tại đang có mặt ở tầng 5. Thì bây giờ Minh Tông sẽ đi xuống cho anh chị nhà mình xem cầu thang bộ nha. Anh chị nhà mình cố gắng. Đó, cầu thang bộ thì cứ mỗi tầng như thế thì nó sẽ có cho mình là
hai phòng đang cho thuê. Đây, khi mà bước xuống tầng 4 thì có một phòng ở đây hai anh chị ha. Rồi, một phòng ở đây và một phòng ở đây. Đó, và có thang máy ở giữa ha anh chị. Tất cả thì mỗi tầng đều có hai phòng anh chị ha. Phòng nào nó cũng vậy hết, nó không có cái phòng nào khác hơn anh chị ơi, và setup hoàn toàn. Và đơn giá cho thuê cũng khá là hợp lý, rơi vào 3 triệu 8 cho tới 4 triệu trên một tháng anh chị. Còn hiện tại cho thuê tổng luôn thì một tháng thì chủ đang cho thuê là 30 triệu. Đây, anh chị thấy này. Để phòng cháy cháy sẵn đây, cứ mỗi bên là nó sẽ có một phòng bên này. Và một phòng còn lại nó sẽ nằm bên này ha anh chị. Lối cầu thang đi lên phía trên này. Góc bên này sẽ là thang máy. Đó, kết cấu thì xây đồng bộ hết nha anh chị ha. Nó không khác gì. Và đặc biệt thì với cái khu vực này, hiện tại pháp lý của nó đang là hợp đồng mua bán và đang chờ cấp sổ và đồng bộ. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì khu vực ACC này được chủ đầu tư ép tiến độ để xây nhà, và để cuối năm nay sẽ được ra sổ ha, của chú anh chị ha. Rồi. Đó, camera có sẵn ha. Camera nằm góc bên này nè anh chị. Rồi, bên đây là wifi, phòng cháy chữa cháy có sẵn, chuông báo động. Cứ mỗi chỗ nó sẽ để hai bình như thế này. Đó. Sản phẩm ngày hôm nay thì cũng rất tiếc là không có một cái phòng nào để Minh Tông quay mẫu cho anh chị ha, bởi vì thuê full hết rồi. Rồi, thang máy. Minh Tông sẽ quay cho anh chị giùm mình cái hệ thống thang máy nha. Thang máy thì bao gồm là 630 kg, đi được 9 người, bệ sinh ha anh chị ha. Rồi, cũng khá ổn nè. Có phiếu kiểm định đầy đủ hết cho anh chị nhà mình. Đó. Rất là mới ha anh chị ha. Cái chỗ này nó chỉ xây dựng đâu đó khoảng được 2 năm. 2 năm thôi, và hiện tại đang chờ cấp sổ. Tất cả các khu vực ở đây đều chờ cấp sổ hết nha anh chị ha. À, hiện tại nó đang có một cái phòng đang trống nè, khách đang ấy thì em xin quay một chút xíu cho anh chị nhà mình ha. Thì cái này mình thuê bao nhiêu một tháng nha chị? Bao rưỡi Anh rồi. tính thuê căn này hả? Dạ không, em cũng đang ở. Anh tính thuê hay là anh thuê ở hay là anh thuê nguyên căn này anh cho thuê lại? Dạ không, em mua em coi thôi. Qua coi thôi lận. Dạ. Coi thôi, Tại cũng mua đang. mua căn này sao? Dạ tiền đâu mua hết mấy trời, tiền Còn chục ông anh mua căn này thì ông thuê lại. đấy. Em cũng đang có ở bên kia rồi, em đang ở bên Bình Hải. Rồi đây chị, đó hiện tại thì em vừa quay cho chị xem một cái căn ở phía trong, đơn giản thôi, nó có toilet trong, giường, bàn ghế. Thì với cái sản phẩm này thì anh chị cho thuê rất là tốt ha, hiện tại đang được thuê full. Thì với đơn giá của cái sản phẩm ngày hôm nay thì rơi vào 10 tỷ rưỡi thôi anh chị. Đồng bộ những căn ở đây hiện tại đơn giá nó giống nhau hết. Ở phía mặt bên kia bên trong có một căn, nhưng mà hiện tại là không có nội thất gì hết, thì nó cũng đã bán giá 11 tỷ rồi. Đợt này đang có cái giá tốt hơn khoảng 500 triệu cho một tháng. Thì cô chú anh chị và mình quan tâm thì cứ liên hệ với em nha. Em sẽ gửi đầy đủ thông tin và hình ảnh cho anh chị và mình xem. Và Minh Tông cũng sẽ gửi những video chi tiết đến cho cô chú anh chị và mình. Cô chú anh chị và mình nếu mà quan tâm tìm đầu tư bất động sản tại khu vực Nha Trang thì nên đi xem thực tế cái sản phẩm này, nó sẽ hay hơn và rất đáng để đầu tư cho cô chú anh chị và mình nhé. Thì bây giờ Minh Tông cũng xin kết thúc video tại đây. Minh Tông xin quay ngắn gọn và kính gửi đến cô chú anh chị và mình lời chúc sức khỏe. Chúc anh chị và mình những ngày cuối tuần thật nhiều hạnh phúc nha.